Kính thưa các thầy cô, theo như chương trình làm việc của chúng ta mà thì chiều hôm nay chúng ta sẽ được nghe một cái báo cáo và được trao đổi về một cái nội dung, đó là cái việc mà chúng ta sẽ tiến hành tích hợp nội dung giáo dục quyền con người trong cái môn học cụ thể, và môn học đó là môn đạo đức. Và thưa các thầy các cô, trong chương trình của môn đạo đức mà thì có thể thấy rằng là so với các môn học khác như tự nhiên xã hội, khoa học rồi tiếng Việt và thậm chí cả hoạt động trải nghiệm, thì có thể thấy rằng là cái môn đạo đức ấy, là cái môn đạo đức ở tiểu học là cái môn mà có rất nhiều những khả năng, những cơ hội để tích hợp nội dung giáo dục quyền con người ở đây. Có về cái hình thức, về về cái mức độ tích hợp mà, thì thưa các thầy các cô là chúng ta đều biết rằng là có ba cái mức độ. Một là cái mức độ toàn phần, hai là mức độ bộ phận, một phần thôi của một cái bài học hoặc là của một cái chủ đề, và thứ ba là phần mà chúng ta liên hệ, đúng không ạ, liên hệ về cái nội dung quyền con người ở đây. Thì trong ba cái mức độ đó thì có thể thấy rằng là môn đạo đức là cái môn mà có rất có nhiều như thế, và trong đó có rất nhiều nội dung của cái môn đạo đức ấy, trong mạch kiến thức cũng như trong yêu cầu cần đạt của môn đạo đức này, thì chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp toàn phần ở đây. Và chúng ta xử lý như thế nào đối với những nội dung có cái tích hợp, có thể có khả năng, có cơ hội để tích hợp toàn phần như vậy, đúng không ạ? Khi mà mục tiêu và nội dung của giáo dục quyền con người nó cũng trùng hợp với cái nội dung của cái môn, của những bài học, của những chủ đề cụ thể của môn đạo đức, thì đó là cách mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất ở đây. Thì báo cáo các thầy các cô như vậy. Và trong buổi chiều hôm nay ấy, thì báo cáo với các thầy các cô, trao đổi với các thầy các cô về việc tích hợp nội dung quyền con người trong môn đạo đức ấy, thì chúng tôi xin ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Ngô Vũ Thu Hằng, giảng viên của khoa tiểu học trường đại học sư phạm Hà Nội, sẽ trao đổi với chúng ta về những nội dung này. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Ngô Vũ Thu Hằng. Xin chào các thầy cô giáo. Xin được tự giới thiệu, tôi là Ngô Vũ Thu Hằng. Hôm nay tôi rất vui khi có mặt ở đây để có thể tham gia tập huấn cùng với tất cả các thầy cô về một nội dung vô cùng thú vị, đó là tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức ở tiểu học. Trong quá trình tôi trình bày có thể là có những vấn đề trục trặc về kỹ thuật, và đôi lúc nào đó tôi có thể là nói nhưng mà đến chỗ thầy cô nó không nghe được, hoặc có bất kỳ vấn đề gì thì xin mời các thầy cô giơ tay có ý kiến, hoặc là để kết nối với cả bộ phận IT để giúp tôi có thể tạm dừng, chúng ta điều chỉnh để cái hoạt động tập huấn có thể suôn sẻ hơn. Về buổi tập huấn ngày hôm nay thì tôi hướng tới những cái mục tiêu chính sau đây. Thứ nhất, đó là qua buổi tập huấn là giúp các thầy cô có thể trình bày được ý nghĩa của việc tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức. Và thứ hai là có thể giới thiệu được một số nội dung tích hợp giáo dục quyền con người trong cái chương trình sách giáo khoa môn đạo đức. Và thứ ba, đó là giới thiệu được các thiết kế bài dạy tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức. Và cuối cùng là chúng ta có thể vận dụng được các kiến thức đã tìm hiểu để có thể thiết kế các kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức. Và đầu tiên, có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức tiểu học. Câu hỏi là đầu tiên chúng ta phải đặt ra và cần phải trả lời ở đây trước khi chúng ta có thể vận dụng được những cái kiến thức mà sáng nay tiến sĩ Bùi Việt Hùng đã trình bày rất là chi tiết cho tất cả các thầy cô, đó là tại sao cần phải tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức. Thì thứ nhất là tiếp cận từ góc độ giá trị quyền con người, thì sáng nay thầy Hùng cũng đã phân tích là về cái giá trị cơ bản của quyền con người gồm có ba giá trị chính. Thứ nhất là về nhân phẩm, khẳng định một điều rằng là mọi cá nhân đều có phẩm giá, từ lúc sinh ra đến lúc về già, rồi bất kỳ giới tính nào, to hay nhỏ, ở vị trí nào, thì tất cả mọi cá nhân tồn tại trong cái thế giới này thì đều có cái phẩm giá của họ. Và cái giá trị thứ hai đó là tự do và bình đẳng, khẳng định một điều rằng là mọi người đều tự do và trong cái việc lựa chọn cách sống, miễn là không xâm phạm đến quyền của người khác. Và giá trị của con người cần được thừa nhận là bình đẳng giữa các con người với nhau. Giá trị quyền con người cốt lõi thứ ba đó là không phân biệt đối xử, nghĩa là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt giới tính, không phân biệt quan điểm chính trị, hay không phân biệt hoàn cảnh gia đình hay xuất xứ. Còn về giá trị đạo đức thì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng đã khẳng định giá trị đạo đức mà chúng ta hướng tới phát triển và hình thành cho học sinh đó là năm giá trị chính: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
có thể thấy rằng là các giá trị đạo đức với các giá trị quyền con người thì thống nhất với nhau và hướng tới một cái đặc điểm, đó là cái tính nhân văn, vì cái tôi và vì cái ta chung. Và giáo dục quyền con người thì được hiểu rằng đó chính là cái quá trình tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học, qua đó giúp cho họ nâng cao được trình độ, nhận thức, hiểu biết, thay đổi thái độ, hành vi, biết tự bảo vệ quyền lợi và tôn trọng quyền và tự do của người khác, tự giác tuân thủ pháp luật và hướng tới xây dựng nền văn hóa quyền con người một cách toàn cầu. Nói một cách ngắn gọn là giáo dục quyền con người giúp cho mỗi cá nhân hiểu được mình có cái quyền gì và mình phải tôn trọng những cái quyền giống như quyền của mình ở phía người khác. Và giáo dục đạo đức thì trong chương trình khẳng định cũng rất là rõ. Đó là nhằm hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực đó trong quan hệ với bản thân và với người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên, có thái độ tự trọng, tự tin, những tình cảm và hành vi tích cực, yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước, yêu thương, tôn trọng con người, đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu, chăm học, chăm làm, trung thực, có trách nhiệm với thái độ và hành vi của bản thân. Và khi mà chúng ta tiếp cận giáo dục quyền con người với nghĩa như vậy, giáo dục đạo đức với nghĩa như vậy, thì chúng ta cũng thấy rõ là giáo dục hai ý này có mối quan hệ thống nhất với nhau và biện chứng với nhau, và chúng có sự tương hỗ với nhau rất là mạnh mẽ. Hồ Chí Minh thì Bác Hồ cũng đã từng nói là cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây thì phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Và UNESCO cũng khẳng định rằng là giáo dục mới hiện nay đấy ạ, cần phải thu hút những người trẻ vào những tranh luận về những cam kết đạo đức mà họ theo đuổi liên quan đến những vấn đề về môi trường, về chính trị, về văn hóa xã hội, kinh tế, làm nảy sinh ở họ sự chuyển hóa về giá trị và niềm tin. Tức là cái làm chủ cái kiến thức, khi mà có kiến thức rồi thì đưa ra được những cái yêu cầu đối với những học sinh, hay tương lai họ sẽ là những cái người chủ nhân trẻ của đất nước, để có được những cái cam kết về đạo đức, để từ đó mà có thể giúp phát triển bền vững cuộc sống. Hay nói cách khác là cái nền giáo dục của tất cả các nước trên thế giới đang hướng tới, đó là một cái nền giáo dục giúp phát triển bền vững cộng đồng hay là đất nước của mình. Cần tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức, tóm lại vì những cái lý do chính sau đây. Thứ nhất là nó giúp củng cố thuận tiện việc giáo dục các giá trị đạo đức và giúp phát triển tốt 5 phẩm chất cốt lõi đã được khẳng định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và thứ hai là cái việc tích hợp này cũng giúp củng cố thuận tiện việc giáo dục quyền con người. Và giáo dục quyền con người tốt thì sẽ giúp việc học đạo đức ở học sinh tốt hơn, và giáo dục đạo đức tốt thì để thực thi quyền con người tốt hơn. Và đây một lần nữa tôi muốn nói là đạo đức coi là cái gốc, đã, đang và vẫn luôn là một cái gốc đặc biệt là trong cái truyền thống văn hóa phương Đông của chúng ta. Trước đây thì chúng ta cũng đã có từng rất nhiều năm, có khi là đến hàng nghìn năm ta theo đuổi, đó là tiên học lễ hậu học văn. Lễ đây có thể hiểu đấy chứ, là tiên là học về đạo đức, sau đó mới học đến những cái văn hóa, về kiến thức, về những tri thức gắn liền với các môn học. Và hiện nay có thể là tôi cho rằng là có thể trong cái thời buổi cởi mở thì đôi khi là chúng ta cũng đã có những hoạt động là chạy theo những cái cơ chế thị trường, thì chúng ta cũng chung quá nhiều vào dạy kiến thức, mà đâu đó mà chúng ta cũng quên đi cái truyền thống của chúng ta. Trước đây những cái đất nước mà có nền văn hóa Nho giáo là rất chú trọng việc đạo đức, hành vi, lễ nghĩa, để có thể là con người sống theo những cái chuẩn mực, từ đó có những cái ổn định trong cuộc sống gia đình cũng như trong cuộc sống xã hội. Và một lần nữa thì cái việc mà giáo dục quyền con người trong môn đạo đức thì cũng sẽ giúp cho trong nhà trường, thì cũng có thể giúp cho cái việc mà quản lý hành vi học sinh ở các lớp cũng như là ở các trường cũng sẽ tốt hơn. Vì giữa hai nội dung quyền con người và đạo đức có rất nhiều điểm giao nhau, như tôi đã phân tích ở trên, thì có thể thấy rằng là chúng hoàn toàn là dễ dàng tích hợp. Và việc giáo dục quyền con người trong môn đạo đức sẽ giúp cho bài đạo đức trở nên sâu hơn và rộng hơn. Và điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận giáo dục hiện nay, trong cái bối cảnh mà bùng nổ công nghệ thông tin, đúng không, tri thức số hóa hay là cá nhân, cái sự ra đời của trí tuệ nhân tạo ấy, thì các thầy cô đều biết rằng là kiến thức thì không biết học đến khi nào mới hết được. Đấy. Và có rất nhiều cái chúng ta cần phải dạy cho học sinh để học sinh có thể làm chủ. Và cái việc mà dạy học như kiểu truyền thống trước đây, học một biết một hay là không có thầy thì không biết, thì nó trở thành lỗi thời rồi. Mà trong cái bối cảnh hiện nay thì cần phải học ít và biết nhiều, và học một thì phải biết 10 mới có thể làm chủ được những cái kiến thức ngày càng rộng lớn và mênh mông. Và phù hợp với cách tiếp cận giáo dục ở nhiều nước trên thế giới, đó là hướng tới đa mục tiêu,
Nếu mà mục tiêu chúng ta chỉ hướng tới những mục tiêu đơn lẻ thì chúng ta cũng không thể giúp học sinh có thể được trang bị những cái kiến thức hay những cái công cụ trí tuệ để sau này các em có thể làm chủ được tương lai của mình cũng như là tương lai của cộng đồng, của đất nước. Một bài học hướng tới nhiều mục tiêu, trong đó có những cái mục tiêu kép và đặc biệt là gắn với cái việc giải quyết vấn đề trong thực tế và tiếp cận bài học một cách hiện đại. Tích hợp đạo đức, tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức có thể giúp giải quyết các vấn đề trong thực tế của nhà trường cũng như là trong xã hội mà chúng ta đang phải đối diện. Cụ thể hiện nay là chúng ta đang có những cái vấn đề về bạo lực học đường diễn ra rất là nhức nhối liên quan đến hành vi của học sinh xuất phát từ những cái nhận thức hoặc là chưa đầy đủ về những cái chuẩn mực hành vi hay cũng chưa biết rõ đâu là giới hạn, đâu là quyền và đâu là cái việc mà mình phải thực thi quyền đối với người khác, dẫn đến là các nhà trường cũng như các lớp học như rất nhiều thầy cô giáo là đang có những cái áp lực không nhỏ liên quan đến vấn đề bạo lực học đường hoặc là những cái vấn đề đối xử bất công bất bình đẳng trong xã hội. Thì tôi cho rằng nếu như ngay từ ở bậc tiểu học các thầy cô của chúng ta cùng nỗ lực để hướng tới việc giáo dục quyền con người một cách uyển chuyển, khéo léo và mềm mại, giáo dục thành công quyền con người trong các bài học trong đó có môn đạo đức, thì chúng ta cũng đã góp phần giải quyết các vấn đề thực tế trong trường học và xã hội. Vì đâu đó thì xã hội vẫn có một cái nhu cầu, đó là vẫn quan niệm rằng là giáo dục là cái phương án gọi là có thể giải quyết được triệt để vấn đề. Đấy, rất nhiều người tin là giáo dục là cái phương án đi vào ý thức của con người, đi vào hành vi của học sinh, nên nó là cái phương án gốc, phương án bền vững. Thì nếu chúng ta hiểu rằng là thông qua giáo dục và tiếp cận cái quyền con người cho học sinh ngay từ nhỏ để các em ý thức được cái điều này, thì chúng ta cũng có thể giảm thiểu được các vấn đề trong bạo lực học đường của lớp mình hay của trường học của mình. Cần tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức vì nó cũng hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 là giúp phát triển phẩm chất và năng lực ở học sinh. Đấy, quyền con người hướng tới là đảm bảo những cái phẩm giá của học sinh, đúng không? Đảm bảo những cái giá trị mà như tôi đã nói nó hoàn toàn thống nhất với những cái giá trị đạo đức mà chúng ta hướng tới, vì cái tính nhân văn, vì những cái đảm bảo được những cái giá trị của cả cái tôi cũng như là của cái ta để thiết lập một cái cuộc sống ổn định, hòa bình cho tất cả. Và ở đây tôi muốn nói rằng là giáo dục quyền con người ở cấp tiểu học ấy, thì nó đã có, thực ra nó đã có và có nhiều năm rồi. Đây không phải là cái gì quá mới. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, đúng không? Trong bối cảnh hiện nay từ thực trạng của chúng ta hay cũng như là của thực trạng của thế giới, trong cái bối cảnh mà cái thời đại mà tôi cho rằng nó sống gấp này, kiến thức này bùng nổ này, cái sự bất ổn định nó diễn ra rất là mạnh mẽ và dữ dội, thì cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Và chúng ta cũng quán triệt một cái tinh thần theo cái chương trình mới, đó là học không chỉ để biết, học để biết đó là cái cách tiếp cận giáo dục truyền thống, mà trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta cần những con người là học để làm, học để sống, học để thay đổi một cách tích cực, và cần chuyển hóa những kiến thức trở thành những cái hành động thực tế nhiều hơn, biến thành những cái hành vi có thể cải thiện cuộc sống, thay đổi lối sống của cá nhân cũng như là của tập thể. Do đó đây tôi muốn nói là đã có rồi đấy, chứ không phải là chưa có đâu. Nhưng ở đây chúng ta, nếu như trước đây chúng ta vẫn thiên về kiến thức chẳng hạn, giáo dục con người cũng, quyền con người cũng thiên về kiến thức, hay là đâu đó là vẫn dùng giáo dục như một cái công cụ để tuyên truyền, thì hiện nay như thế thôi vẫn chưa đủ. Chỉ tuyên truyền thôi thì nó đôi khi nó chỉ dạy thiên về kiến thức thôi, thì có thể nó sẽ chỉ nhớ và rồi sẽ quên và sẽ không làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển hóa thành hành động, học thông qua làm chẳng hạn, học thông qua thực thi, dạy thông qua thực thi, thì cái cách mà chúng ta giáo dục quyền con người trong các bài học trong môn đạo đức nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Và đảm bảo được là giáo dục phải hướng tới việc phát triển đầy đủ nhân cách và củng cố sự tôn trọng đối với quyền con người và các tự do cơ bản. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng là giáo dục quyền con người là giúp cho học sinh hiểu được là mình có quyền gì, và giúp cho học sinh hiểu được là mình cũng phải tôn trọng cái quyền đó ở người khác, chứ không phải, nếu không chúng ta sẽ sa đà vào cái việc mà nó sẽ hơi bị gọi là không khéo lại trở thành phản tác dụng là chỉ nghĩ là mình có quyền thôi mà người khác không có quyền, thì dẫn đến một cái sự bất hợp lý khác, dẫn đến những cái mâu thuẫn khác. Ở đây cái việc mà giáo dục quyền con người cần phải đảm bảo là hướng đến việc phát triển đầy đủ nhân cách và củng cố sự tôn trọng. Đấy, tôi muốn nhấn mạnh là củng cố cái sự tôn trọng đối với quyền con người và các tự do cơ bản, không chỉ của cá nhân mình mà còn của người khác nữa. Tôi cũng xin nói sơ qua lại cái vấn đề này, sáng nay thầy Hùng cũng đã nói, đó là các phương thức tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức. Thì giáo dục quyền con người có nhiều phương thức. Cái phương thức đầu tiên tôi muốn nói là giáo dục vì quyền con người, tức là nó gắn liền với mục đích. Mục đích trong các bài học là chúng ta hướng tới cái mục đích là hướng tới sự thực thi quyền con người. Và thứ hai là
phương thức là giáo dục về quyền con người. Thì phương thức này là gắn với nội dung của bài học, đó là các quy tắc và nguyên tắc về quyền con người, các giá trị nền tảng của quyền con người, cơ chế bảo vệ quyền con người, các quyền con người cơ bản, trách nhiệm bảo đảm từ phía nhà nước, xã hội đối với việc thực thi quyền con người, quyền và bổn phận của trẻ em. Đấy. Đặc biệt là tiểu học là chúng ta rất chú trọng quyền và bổn phận của trẻ em. Và một cách tiếp cận nữa, tôi cho rằng là hơn bao giờ hết chúng ta sẽ phải chú trọng nhiều hơn nữa, đó là giáo dục thông qua quyền con người, gắn liền với hoạt động dạy và học, gắn liền với những cái gì mà cô giáo và học sinh làm ở trên lớp, dạy học bằng cách thực thi quyền con người ngay trong các hoạt động được tổ chức trên lớp. Tức là nó không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nó không chỉ dừng lại nói về quyền con người, mà nó được gọi là learning by doing, là chúng ta ấy, cả cô giáo và các học sinh đều thực thi các quyền con người ngay trong các hoạt động tương tác giao tiếp của mình ngay trong các giờ học. Thì đấy là cách giáo dục thông qua quyền con người. Và chúng ta có thể thực hiện từng cách tiếp cận một hoặc tiếp cận hai ba cách tiếp cận cùng một lúc. Và với cái xu thế hiện nay thì tôi khuyến nghị là các nhà trường, các lớp học, các giáo viên nên thực hiện cùng một lúc cả ba cách tiếp cận, là giáo dục vì quyền con người. Chúng ta hướng tới cái việc thực thi quyền con người ngay trong các lớp học, ngay trong các nhà trường. Và chúng ta cũng giáo dục về quyền con người, chúng ta đã làm rất nhiều năm rồi, và bây giờ chúng ta đẩy mạnh hơn nữa. Và hơn bao giờ hết thì tôi muốn nói rằng cái mà cách tiếp cận mà mạnh mẽ nhất, đó là giáo dục thông qua quyền con người. Nghĩa là mỗi giáo viên và mỗi học sinh ngay trong lớp học thực hiện những cái hoạt động giao tiếp văn minh và có sự tôn trọng, trong đó là cái sự thực thi quyền con người và tôn trọng quyền con người của nhau. Vừa rồi thì tôi cũng xin phép các thầy cô là tôi đã điểm qua lại một số nội dung mà sáng nay tiến sĩ Bùi Việt Hùng cũng đã trình bày với các thầy cô, và đấy là những cái gọi là những cái kiến thức nền mà chúng tôi có thể sử dụng để áp dụng ở việc thiết kế hay là tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp quyền con người trong môn đạo đức. Và tiếp theo để kiểm tra xem là các thầy cô có nhớ được một số nội dung mà chúng tôi cũng đã trình bày không, để có thể bắt đầu vào hoạt động tiếp theo, thì tôi có một cái trò chơi ghép nối như sau. Đấy, tôi đưa ra là có 6 cái nguyên tắc giáo dục quyền con người, đó là sự tham gia, tính pháp lý, trách nhiệm giải trình, không phân biệt đối xử và bình đẳng, trao quyền và minh bạch. Thì các thầy cô hãy nối những cái nguyên tắc quyền con người ở cột chữ màu đỏ với sự mô tả các nguyên tắc đó ở cột ô chữ màu đen, và các thầy cô có thể là quét mã QR để có thể đưa ra câu trả lời của mình trên web Menti. Thời gian cho các thầy cô thực hiện đó là 10 phút. Các thầy cô có thể quét cái mã QR trên màn hình. Tôi xin nói lại về cái nguyên tắc đầu tiên, đó là về sự tham gia. Sự tham gia ở đây là muốn khẳng định một điều rằng là học sinh được quyền tham gia vào mọi hoạt động học tập trong lớp học. Không chỉ là lắng nghe, mà cái phần ở đây là cái sự tham gia về nói, về bày tỏ ý kiến, tham gia vào các hoạt động do giáo viên tổ chức. Với một cái quan điểm là không có học sinh nào bị bỏ rơi lại phía sau, và không học sinh nào bị ra rìa khỏi các hoạt động của lớp học. Chỉ cần giáo viên quán triệt một điều là đảm bảo tất cả học sinh đều tham gia vào những hoạt động do mình tổ chức. Ở đó các em được quyền lên tiếng những cái suy nghĩ riêng của mình, những ý kiến khác, và không có một cái sự sợ hãi là mình nói sai hay nói không đúng hay nói ý kiến trái chiều, hoặc là những cái hoạt động này là dành cho những học sinh giỏi, không phải là dành cho những đối tượng như mình. Làm thế nào chúng ta có thể gạt bỏ được hết cái sự sợ hãi lo lắng ở học sinh, để học sinh có thể thể hiện mình một cách rõ nhất, để qua đó chúng ta có cái sự quan sát học sinh, hiểu được học sinh rõ hơn, và chúng ta từ đó có sự can thiệp sư phạm phù hợp để giúp các em phát triển được tốt nhất cái năng lực, cái khả năng của bản thân. Thì đấy là cái nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc về sự tham gia. Học sinh có quyền tham gia vào tất cả các hoạt động trong giờ học do giáo viên tổ chức. Cái thứ hai là tính pháp lý, nghĩa là tất cả những cái nội dung, những cái phương pháp, những cái hoạt động rồi đánh giá giáo viên thực hiện cho học sinh phải đảm bảo đúng chương trình và theo đúng quy định. Cái thứ ba là trách nhiệm giải trình. Cái này tôi cho rằng là cần phải được đẩy mạnh hơn trong các giờ học ở trường tiểu học. Giáo viên và học sinh cần được đẩy mạnh cái hoạt động giải thích cho các ý kiến, hoạt động, phương án mình đưa ra. Việc dự giờ, phân tích các hoạt động dự giờ thì nhiều ý kiến từ các nghiên cứu để cho rằng là chúng ta thì tương đối là hơi tập trung nhiều vào cái việc là kiểm tra kiến thức, nhưng mà đằng sau đó là cái sự vận động suy nghĩ như thế nào của học sinh ấy, cho được cái câu trả lời như thế, hay là giáo viên cũng có thể giải thích cho học sinh vì sao lại có những cái hoạt động như thế để học sinh rõ để mình làm, thì đôi khi chúng ta lại làm chưa rõ. Cái hướng dẫn, cái định hướng ở phía giáo viên cũng chưa rõ, và cái lý lẽ của học sinh cho các ý kiến mình đưa ra thì đôi khi giáo viên cũng chưa quan tâm để hiểu được cái căn cứ học sinh
đưa ra những ý kiến đó và từ đó chúng ta có những cái can thiệp sư phạm tốt hơn. Thì tôi cho rằng cái việc mà đẩy mạnh cái nguyên tắc là trách nhiệm giải trình từ phía giáo viên để làm tốt hơn nữa cái vai trò của người định hướng, của người tổ chức và giúp học sinh phát triển kể cả về tư duy cũng như là các em cho cô giáo thấy rằng là những cái ý kiến của mình nó có căn cứ, cô giáo hiểu mình hơn, thì thông qua cái nguyên tắc trách nhiệm giải trình nó sẽ giúp cho giờ học của chúng ta nó sẽ sâu sắc hơn. Nguyên tắc thứ tư đó là không phân biệt đối xử và bình đẳng. Nói cái này thì nó rất dễ bị có ý kiến là nó sao rỗng quá, nó giáo điều quá, nhưng mà nó đang là một cái vấn đề thực tế. Đúng không? Tôi không biết là các thầy cô ở đây là có nhiều thầy cô quản lý ở cấp phòng, cấp trường không, thì tôi cho rằng là không phân biệt đối xử và bình đẳng nó cũng đang là một trong những cái vấn đề nhiều nhà trường đang phải đối diện, vì nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn, gây ra một cái mâu thuẫn giữa học sinh với học sinh, hay là thậm chí là giữa giáo viên với học sinh, và thậm chí là giữa nhà trường với cả cha mẹ học sinh. Cái nguyên tắc này cần đảm bảo rằng là giáo viên đối xử khách quan, công bằng, công tâm với học sinh, cũng như là học sinh đối xử khách quan, công bằng, công tâm với nhau, thể hiện thông qua cái lời nhận xét, cái lời đánh giá của giáo viên dành cho học sinh, hay lời nhận xét đánh giá của học sinh dành cho bạn học của mình. Nó tập trung vào cái vấn đề của bài học chứ không phải tập trung vào vấn đề con người, và đòi hỏi giáo viên là không có sự thiên vị, hay là những hoạt động như là định kiến hay trù dập là những hoạt động nó đi ngược lại nguyên tắc này trong quyền con người. Nguyên tắc thứ năm đó là trao quyền. Nguyên tắc này cũng rất phù hợp với cái việc đổi mới giáo dục hay là các hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông. Đấy. Nghĩa là giáo viên trao cho học sinh những cái quyền trước đây mình cứ nghĩ là chỉ dành riêng cho giáo viên, thì nay học sinh được phép thực hiện những cái quyền đó. Học sinh được quyền nói, được quyền lựa chọn những hoạt động, được quyền quyết định thực hiện các hoạt động, được quyền thực hiện những cái phương án mình hay nhóm mình đã quyết định lựa chọn. Nghĩa là giáo viên thay vào vai trò là cái người cầm tay chỉ việc từng chút một, thì bây giờ là tạo cơ hội hơn cho học sinh là những người mà quyết định làm những cái gì và sẽ giải thích vì sao mình lại làm như vậy. Giáo viên thay vì cái người truyền thụ thì bây giờ sẽ là người định hướng và người quan sát, người hỗ trợ học sinh. Thì cái vai trò với cái đặc điểm này, cái nguyên tắc này của giáo dục quyền con người, thì vai trò của người giáo viên cũng rất là khác. Cái sự tác động sâu của cô, can thiệp sâu của cô vào cái việc học của học sinh nó sẽ giảm đi, và cái vai trò trung lập của cô sẽ tăng hơn. Ở đó học sinh được nhiều quyền hơn, cái quyền của giáo viên nó cũng thay đổi. Nếu như trước đây thì chúng ta sẽ thiên về cái mô hình là người giáo viên là tập trung quyền lực, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái vai trò trung lập. Và chúng ta phải nhường cái quyền, cái sự thể hiện của học sinh, cái trung tâm của giờ học sẽ là học sinh, sẽ thể hiện rõ thông qua cái nguyên tắc là trao quyền cho học sinh. Giáo viên sẽ đẩy mạnh cái vai trò lắng nghe của mình nhiều và để học sinh nói và thể hiện bản thân nhiều hơn. Và nguyên tắc cuối cùng đó là minh bạch. Minh bạch nghĩa là định hướng, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, cái sự phân công cần rõ ràng và tường minh. Đảm bảo làm thế nào trước khi học sinh thực hiện nhiệm vụ, học sinh rõ là mình sẽ cần phải làm cái gì và làm như thế nào, thì cái tính minh bạch, cái nguyên tắc giáo dục quyền con người này nó sẽ yêu cầu người giáo viên thể hiện rõ hơn trong cái hoạt động dạy học của mình. Có thể nói rằng là 6 nguyên tắc giáo dục quyền con người này đã chi phối cách thiết kế và tổ chức bài học đạo đức tích hợp giáo dục quyền con người, và nó thống nhất hoàn toàn với tiếp cận giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, ở đó lấy học sinh làm trung tâm. Nghĩa là khi mà các thầy cô có ý định là thiết kế và tổ chức bài học đạo đức tích hợp giáo dục quyền con người thì sẽ phải đặt ra các câu hỏi, mình phải tự trả lời là với bài học này thì mình sẽ cho học sinh được tham gia nhiều ở mức độ như thế nào, vào những hoạt động nào, những cái nội dung, phương pháp hoặc là những cái kỹ thuật đánh giá mình đang tuân thủ theo cái quy định nào, và cái trách nhiệm giải trình ở đây là mình sẽ giải thích cho học sinh những cái gì và mình sẽ cho học sinh được giải thích những cái gì, cái cơ hội để các em nói lên cái tiếng nói cá nhân của các em ý. Nó không nằm trong chương trình, nó không nằm trong sách giáo khoa, nhưng nó giải thích cho những cái sự lựa chọn của các em ý về câu trả lời hay về phương án hành động. Rồi cái giao tiếp của mình, cái tương tác của mình đối với học sinh là không phân biệt đối xử và bình đẳng, nó thể hiện như thế nào qua cách mình nhận xét, qua cách mà mình chuyển giao nhiệm vụ, hay là mình phân công nhiệm vụ cho học sinh, hay là qua cách mà mình định hướng cho học sinh nhận xét với nhau để làm thế nào mà thấy rằng những cái bạn tiếng nói nhỏ nhất, yếm thế nhất trong lớp cũng được mình rất là tôn trọng. Hay là cái việc trao quyền, với cái bài này mình sẽ trao quyền học sinh như thế nào để cho học sinh thực sự là trở thành trung tâm của giờ học. Đấy. Một người, những chủ nhân tương lai của đất nước phải có quyền, đúng không ạ? Lúc đó mình sẽ nhường lại cái sân khấu lớp học cho học sinh ở mức độ như thế nào, mình đứng lui đằng sau. Đấy là đóng vai trò là người đạo diễn các hoạt động học như thế nào.
được cái tính minh bạch, cái vai trò tổ chức, thiết kế các hoạt động, chuyển giao nhiệm vụ, giáo viên sẽ nói cái gì, chiếu những cái gì lên cho học sinh để chắc rằng học sinh sẽ hiểu được là mình sẽ làm những gì, làm như thế nào và được đánh giá cái nào. Thì tất cả những cái 6 nguyên tắc này tôi cho rằng nếu như các thầy cô đặt câu hỏi trước và chuẩn bị cho cái kế hoạch bài dạy của mình thì chắc chắn cái kế hoạch bài dạy của thầy cô nó cũng sẽ hướng tới việc là giúp giáo dục quyền con người tốt hơn trong các bài học môn đạo đức, và nó hoàn toàn giúp học sinh phát triển được cái khả năng, cái năng lực cũng như là cái phẩm chất cần hướng đến. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về tích hợp nội dung giáo dục quyền con người trong chương trình sách giáo khoa đạo đức. Thì sáng nay thì thầy Hùng cũng đã nói với các thầy cô đã giới thiệu rồi, và tôi chỉ cũng xin đi lướt lại là ở tiểu học thì chúng ta sẽ tập trung một số nội dung quyền con người, bao gồm là các quy tắc, nguyên tắc quyền con người, các giá trị nền tảng của quyền con người và cơ chế bảo vệ quyền con người, các quyền con người cơ bản, trách nhiệm bảo đảm từ phía nhà nước, xã hội đối với việc thực thi quyền con người, quyền và bổn phận trẻ em. Đấy thì đấy là những cái mà các thầy cô, các nhà trường sẽ cần phải nắm. Thế còn bên cạnh đó để tích hợp được thì chúng ta phải nắm được chương trình môn đạo đức. Vì chương trình môn đạo đức của chúng ta thì các thầy cô biết rồi là chúng ta có những cái nội dung về giáo dục đạo đức, bao gồm 5 phẩm chất cốt lõi là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Bên cạnh đó là chúng ta cũng có một mảng nội dung tương đối lớn, đó là giáo dục kỹ năng sống. Môn đạo đức của chương trình 2018 thì rất là chú trọng về kỹ năng sống so với chương trình trước đây. Và giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật thì có 4 mảng nội dung với nhiều tiểu nội dung. Và với mỗi tiểu nội dung này thì ở từng lớp thì chúng ta lại có mạch chủ đề nó khác nhau, thì chúng ta sẽ cần phải nắm được những cái chủ đề này để có thể tích hợp uyển chuyển nội dung giáo dục quyền con người vào các bài học môn đạo đức. Và nội dung giáo dục quyền con người ở tiểu học, ở đây tôi muốn nhấn mạnh để phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học thì chúng ta sẽ tập trung vào các quy tắc, nguyên tắc quyền con người, các giá trị nền tảng quyền con người, các giá trị nền tảng của quyền con người, và đặc biệt đó là quyền và bổn phận của trẻ em. Chúng ta phải nhấn mạnh, phải ghi nhớ một điều là quyền thì không tách rời nghĩa vụ và bổn phận. Thì nếu mà chúng ta thiên về là quyền và chỉ tuyên truyền về quyền thì nó sẽ dẫn đến một cái là đôi khi là cái việc giáo dục nó sẽ không diễn ra như chúng ta mong muốn. Tức là khi mà để cho học sinh hiểu, các bạn nhỏ với cái trình độ vẫn còn hạn chế mà hiểu rằng là mình có quyền mà quên rằng mình có nghĩa vụ và bổn phận ấy, thì đôi khi là cái việc sử dụng quyền nó không mang đến những cái ý nghĩa mà như các thầy cô hướng đến. Và đấy, quyền thì ở đây là sáng nay thầy Hùng cũng đã nói, tôi nói lại là quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia, có 4 nhóm quyền chính. Và đặc biệt là bổn phận. Học sinh là cần phải có được giáo dục về bổn phận của trẻ em đối với bản thân, bổn phận trẻ em đối với gia đình, bổn phận trẻ em đối với nhà trường, bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước và bổn phận trẻ em đối với cộng đồng xã hội. Cái nguyên tắc là quyền không tách rời nghĩa vụ và bổn phận. Thế ở môn đạo đức ở tiểu học thì sao ạ? Và như tôi đã nói là môn đạo đức ở tiểu học thì chú trọng cái giáo dục giá trị sống, hành vi sống trong các mối quan hệ của học sinh, là quan hệ đối với bản thân này, quan hệ đối với gia đình này, quan hệ đối với nhà trường, ở đây là thầy cô, bạn bè, rồi quan hệ đối với quê hương đất nước, đối với cộng đồng xã hội. Và các bài học được sắp xếp, các mạch nội dung được sắp xếp theo cái hướng là đồng tâm khuếch tán, đi từ cá nhân này, bản thân trước này, sau đó đến gia đình này, mở rộng ra là nhà trường này, sau đó là quê hương đất nước, rồi cộng đồng xã hội, mở rộng dần. Và như vậy là cũng hoàn toàn là phù hợp với cái nội dung giáo dục quyền con người ở tiểu học, là hướng tới là các em có được những cái chuẩn mực hành vi đối với cá nhân và đối với những người xung quanh. Và do đó nhìn vào cái bảng này thì các thầy cô có thể thấy rằng là hầu như mạch nội dung nào, bài học nào cũng có thể tích hợp giáo dục quyền con người trong môn đạo đức với các mức độ khác nhau. Mức độ liên hệ tôi cho rằng gần như là bài nào, mạch nội dung nào cũng có thể tích hợp được. Rồi mức độ bộ phận, toàn phần, rất nhiều bài học đạo đức, đấy, nội dung đạo đức là trùng khớp hoàn toàn với nội dung quyền con người. Đấy, nếu mà nhìn lên trên màn hình các thầy cô sẽ thấy là ngay từ bên 1 với các mạch nội dung thì đã có các bài có thể tích hợp được. Ví dụ với mạch nội dung yêu thương gia đình lớp 1 đi, thì với mạch nội dung này thì chúng ta có thể tích hợp với quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền bổn phận của trẻ em đối với gia đình. Và mức độ tích hợp là tối thiểu là chúng ta có thể tích hợp ở mức độ liên hệ. Và sách giáo khoa ở đây tôi cũng xin giới thiệu là có 3 bộ sách giáo khoa: Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo. Thì với sách giáo khoa Cánh Diều thì chúng ta có thể tích hợp những cái quyền này và những cái bổn phận này trong bài Bạn và Yêu Thương Gia Đình, hay là trong sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức là có thể là bài Nam, bài Gia Đình Của Em. Sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo là bài 1, Mái Ấm Gia Đình.
Tương tự như vậy, với mạch nội dung là quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình, đấy, chúng ta có thể tích hợp nội dung quyền con người, đó là quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, quyền được sống chung với cha mẹ và bổn phận trẻ em đối với gia đình, đấy, mức độ liên hệ, mức độ tích hợp cũng có thể ở mức độ liên hệ. Và các bài học trong sách giáo khoa, kể cả ba bộ sách đều có thể tích hợp được. Sách cánh diều có bài 8 em về ông bà cha mẹ, kết nối tri thức có bài 6 lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ, sách chân trời sáng tạo có bài 2 quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ. Chúng tôi cũng có thể gửi cho các thầy cô cái bảng này. Hầu như tất cả các mạch nội dung, hay là mạch nội dung ở lớp 1 là phòng tránh tai nạn thương tích. Với mạch nội dung này thì chúng ta cũng có thể tích hợp nội dung quyền con người là quyền được chăm sóc sức khỏe và bổn phận của trẻ em đối với bản thân. Và mức độ tích hợp cũng có thể liên hệ. Với sách cánh diều thì có bài là phòng tránh bị ngã, phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn, phòng tránh bị bỏng, phòng tránh bị điện giật. Sách giáo khoa kết nối tri thức là có bài phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh đuối nước, phòng tránh bị bỏng, vân vân. Và sách giáo khoa chân trời sáng tạo là có bài phòng tránh đuối nước, phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt, phòng tránh tai nạn giao thông. Cũng hoàn toàn có thể tích hợp với nội dung về quyền được chăm sóc sức khỏe hay bổn phận của trẻ em đối với bản thân. Lớp 2 cũng như vậy, với chủ đề mạch nội dung quê hương em thì các thầy cô có thể tích hợp nội dung quyền con người, đó là quyền giữ gìn phát huy bản sắc, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được sum họp với gia đình, quyền được sống trong môi trường trong lành, bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước, hay bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng xã hội, mức độ tích hợp liên hệ. Và trong ba cuốn sách giáo khoa thì đều có những cái bài phù hợp, ví dụ như sách giáo khoa cánh diều có bài em yêu quê hương, sách giáo khoa kết nối tri thức cũng có bài em yêu quê hương, sách giáo khoa chân trời sáng tạo là em yêu quê hương hay giữ gìn cảnh đẹp quê hương. Với chủ đề kính trọng thầy cô giáo, có thể được tích hợp quyền được nghỉ ngơi vui chơi giải trí, quyền được tham gia các hoạt động văn hóa, quyền được bảo vệ chống lại bạo lực lạm dụng, quyền được giáo dục, quyền được kết giao bạn bè, quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử, cái bổn phận của trẻ em đối với nhà trường. Lớp 3 cũng như vậy, các mạch nội dung nó cứ mở rộng dần và các nội dung quyền con người hoàn toàn có thể tích hợp vào các bài học trong sách giáo khoa một cách là rất thuận lợi. Nhẹ nhất thì là liên hệ, với một số bài chúng ta có thể tích hợp nhiều hơn, ví dụ như là bài tuân thủ quy tắc an toàn giao thông chẳng hạn. Với cái bài này thì chúng ta có thể tích hợp nội dung quyền con người, thứ nhất là nguyên tắc quyền con người, đúng không ạ? Hai là quyền được đảm bảo an toàn, cái thứ ba là bổn phận đối với cộng đồng xã hội. Và trong ba bộ sách thì đều có những bài nó rất rõ về những cái bổn phận, đó là em nhận biết quy tắc an toàn giao thông, em tuân thủ an toàn giao thông, đó là luật. Những cái bài này đã tiếp cận từ góc độ pháp luật rồi. Sách kết nối là đi bộ an toàn hay là an toàn khi tham gia giao thông, an toàn giao thông khi đi bộ hay là an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông. Đặc biệt lớp 4, các mạch nội dung đều có thể tích hợp và còn có nội dung mà rất là sát với cả quyền con người. Ví dụ như là cái mạch nội dung cuối cùng đó là quyền và bổn phận trẻ em. Với cái bài này thì với cái mạch nội dung này là chúng ta hoàn toàn là có thể tích hợp toàn phần giáo dục học sinh về quyền và bổn phận của trẻ em. Và sách giáo khoa cánh diều thì có bài 12, em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Sách giáo khoa kết nối cũng như vậy, quyền và bổn phận của trẻ em. Sách giáo khoa chân trời sáng tạo có bài quyền trẻ em. Và bài 12 là bài bổn phận của trẻ em, như vậy là tích hợp toàn phần. Lớp 5 thì bây giờ là sách giáo khoa đang hoàn thiện dần, nhưng mà có cái mạch nội dung là tôn trọng sự khác biệt của người khác là cũng hoàn toàn có thể tích hợp toàn phần. Tôn trọng sự khác biệt của người khác đó là một trong những cái giá trị cốt lõi của quyền con người. Như tôi đã nói từ đầu, đó là nguyên tắc quyền con người. Thì giới thiệu như vậy để các thầy cô thấy rằng là trong môn đạo đức, với cái sự nỗ lực của các thầy cô và các nhà trường, thì chúng ta cũng có thể là tích hợp giáo dục quyền con người rất là mạnh mẽ. Và đây là một cái môn học chiếm nhiều ưu thế so với các môn học khác.